Tài khoản Techcombank xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với giải trong hạng mục giải thưởng do nhà sản xuất trao tặng, đó là giải Anh Tài Bền Bỉ X-Termine. Anh Tài kiên trì theo đuổi đam mê và định hướng bản thân, nỗ lực vượt qua các rào cản, trở ngại để hoàn thiện chính mình. Và xin mời anh An Judo, giám đốc truyền thông tập đoàn Year One sẽ lên công bố và trao giải. Xin được chúc mừng anh Tài nhận được giải thưởng Anh Tài Bền Bỉ X-Termine. Anh Tài Tuấn Hưng. Xin bền bỉ của anh Tài Tuấn Hưng. Anh đền đáp. Hành trình của Hưng ở trong chương trình này nó có một điều rất là lớn với cá nhân Hưng ấy, là cố gắng để thay đổi cái định kiến mà mọi người nhìn về mình trước khi tham gia chương trình, có được một cái vinh dự mà một sự công nhận của tất cả mọi người. Em nghĩ rằng đấy là một điều may mắn và là động lực cho em trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng Hưng. Why Could Be By Fire, Suri đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 20:30 trên YouTube Year One Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 20:00 trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Year One thứ bảy hàng tuần.